Tập 1192, P2 bố tôi ghét tôi. Tối nay, bố xe xỉn về nhà thì thấy ba mẹ con Xin đã ngủ ngon lành rồi. Thấy hơi đói nên bố xuống lục tủ lạnh kiếm gì ăn. Vô tình thấy hũ mực muối nên bố lấy ra định ra ngoài ăn thì đột nhiên thấy một cặp mắt sáng trưng làm bố giật hết cả mình. Thì ra là Hima đang bò ra, sợ quá nên cô bé bật khóc nức nở. Kết quả là mẹ phải dạy dỗ cô bé, một lúc sau Xin cũng tỉnh dậy. Cô cậu thấy bố say rượu rồi lọ mọ cả đêm y hệt như yêu quái. Vậy là bố giả vờ thân thiện qua dỗ dành Hima, nhưng thấy miệng bố toàn mùi rượu nên cô bé hất mông một cái làm bố muốn té ngửa luôn. Mẹ thấy bố không nên nói chuyện với đám trẻ khi hơi thở toàn mùi rượu. Vậy là bố lại che miệng lại dỗ dành Hima, nhưng cô bé vẫn ấm ức nên xì hơi một cái vào mặt bố. Xin đoán chắc là Hima ghét bố lắm đây, sau đó mẹ đưa Hima vào đi ngủ, không quên giao Xin cho bố. Bố nghe mà hoang mang quá, rồi bố bật đèn lên, lấy cơm nóng ra rồi nhờ Xin đi lấy giúp bố hũ mực muối, vậy là Xin đi xuống. Thấy mẹ dỗ Hima mãi không ngủ nên cu cậu vào xem tình hình, Xin thấy một khi Hima đã thức rồi thì rất khó ngủ lại. Lúc này bố gọi lấy mực muối nên Xin xuống bếp thì thấy nó trên bàn, Xin liền kéo cặp bố trên ghế xuống. Định trèo lên ghế lấy thì vô tình phát hiện trong cặp bố có quyển tạp chí mấy chị gái nóng bỏng. Vậy là cu cậu mang lên cho bố, Xin nghĩ là nên đưa cho mẹ xem, bố nghe vậy thì sợ xanh cả mặt. Thấy Xin vừa chạy đi bố liền kéo lại, nhưng lại bị cu cậu cho một cú mông vào mặt, Xin nghĩ là giữ bí mật cũng được. Nhưng bố phải làm theo yêu cầu của Xin, rồi cu cậu mang kính 3D vào ngắm mấy chị gái. Cảm giác thật tuyệt, thấy thích quá nên bố cũng xem thử. Đúng là quá quyến rũ, vậy là hai bố con cứ dành nhau chiếc kính để ngắm mấy chị đẹp. Đang chìm đắm thì bất ngờ mẹ bước ra cho hai bố con hai chưởng sau đó tịch thu hết đồ luôn. Bố thấy quá là mệt mỏi, nghe vậy Xin liền lấy thẻ anh hùng Nomis dán lên đầu bố. Bố thấy cái này chẳng có tác dụng gì nên vứt xuống luôn, với lại giờ bố chỉ muốn ăn một chút gì đó rồi đi ngủ thôi. Đột nhiên Xin ngửi thấy gì đó bốc mùi, thì ra là tất của bố bị lủng một lỗ nên bốc hơi rồi. Kinh quá nên Xin phải bịt mũi lại, không chịu nổi cu cậu phải chạy ra chỗ khác để thở. Bố thấy Xin làm hơi quá, chứ làm gì đến nỗi vậy. Nói rồi bố đưa chân lên ngửi thử thì như muốn bay cả mũi rồi xỉu ngang luôn. Mẹ ra xem thì thấy bố cứ dãy đành đạch nên hả hê lắm, hay là do bố say quá, chợt ngửi thấy mùi chân thối của bố nên mẹ liền bịt mũi lại. Thì ra là mùi chân trần của bố đã tỏa ra từ lỗ rách đó, Xin thấy giống y hệt mùi bọ xít hôm trước, nhưng bố thấy làm gì đến nỗi vậy. Mẹ nhớ là những con bọ xít khi bị tấn công thì sẽ tỏa ra mùi kinh dị này để đánh bại đối thủ, nhưng mà nó đi chậm quá cuối cùng cũng bị chết trong cái bẫy của chính mình. Bố thấy đây là một câu chuyện buồn, Xin thấy bố trong tình huống này cũng y hệt con bọ xít đó. Nhưng bố nghĩ bố không có chuyện như vậy đâu, lúc này Hima cũng bỏ ra. Thấy thẻ Nomis dán dưới chân bố nên mắt cô bé sáng rực lên, đang lao lại lấy thì Hima bị mẹ hốt lại vì đến đó quá hôi thối. Vậy là cô bé khóc om sòm, mẹ bảo bố lấy ra rồi ném cho Hima, nhưng bố không thể cầm chân của một lên được. Xin nghĩ là bố chỉ cần giơ chân lên rồi lấy ra nhanh là được. Chỉ còn cách đó thì Hima mới hết khóc được, vậy là bố ngồi dậy giơ chân lên chưa kịp lấy thì đã xỉu ngang vì quá thối. Đột nhiên Hima hết khóc rồi lao xuống chân bố. Bố thấy rất cảm động vì bố có mùi hôi hám nhưng Hima vẫn không ngại mà lao đến, nghĩ rồi bố ngồi dậy giang tay ôm cô bé vào lòng. Nhưng Hima cứ dãy đành đạch, thấy hôi quá nên cô bé đạp bố ra bỏ xuống nhìn tấm thẻ. Cô muốn lấy nhưng mà thối quá không chịu nổi nên phải bịt mũi lại, cuối cùng cô bé cũng lấy được tấm thẻ anh đẹp trai. Nhưng nó lại có mùi hôi chân nên cô bé từ bỏ rồi bỏ vào phòng luôn. Mẹ quay lại thì thấy bố đã ngủ từ lúc nào. Vậy là mẹ tắt điện rồi đưa hai anh em Xin vào phòng ngủ, còn bố thì ngủ ngoài phòng khách cùng tấm thẻ Nomis dưới tất. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 445, P2 sống sót trên đảo hoang. Hôm nay cả đám cùng tụ tập ở công viên để làm lều, cuối cùng cũng xong. Kazama rất tự hào vì đội phòng vệ đã xây xong căn cứ bí mật. Đám con trai thấy rất tuyệt, nhưng Nene thấy nó cứ tồi tàn làm sao ý. Kazama thấy vậy là tuyệt rồi, với lại đâu đủ kinh phí để làm nữa đâu. Rồi Nene rủ các bạn chơi trò chơi, đám con trai nghe vậy liền đồng thanh đáp chơi trò gì cũng được ngoài trò gia đình. Mà sao nghĩ là chơi trò thám tử, Bo thì thích chơi mạo hiểm, theo Kazama thì nên chơi trò thám hiểm rừng sâu, biết đâu lại có một con thú quý hiếm nào đó xuất hiện. Xin lại thấy chơi trò ngủ chưa là hợp lý nhất, đột nhiên Nene lấy cây vẽ một vòng tròn xung quanh căn cứ làm cả đám chẳng hiểu chuyện gì. Xin đoán chắc là Nene định tổ chức đại hội thể thao thi ăn bánh mì rồi, nhưng mà Nene muốn chơi trò đảo hoang, bên trong vòng tròn sẽ là đảo hoang. Còn xung quanh toàn là biển, Kazama thấy có vẻ thú vị, tàu chìm nên cả đám đã trôi dạt đến đây. Xin nghe sao mà thành tán tỉnh nên lên cứ khịa khịa Kazama làm cậu bạn nổi điên lên. Và theo bối cảnh Nene đưa ra thì cả đám sẽ phải tìm cách sống sót trên đảo hoang sau đó là tìm đường về nhà. Kazama nghe sao mà giống cuộc phiêu lưu của Robinson quá. Mà sao thấy vậy thì Nene là phụ nữ quý hiếm trên đảo rồi. Nene nghe mà sao nói mình như động vật vậy. Và cuộc phiêu lưu của đội phòng vệ Kasukabe sống sót trên đảo hoang bắt đầu. Và túp lều này sẽ là nhà của cả đám.
Kazama thấy việc cần làm đầu tiên là tạo ra lửa. Vậy là Nene sai Masao đi gom cỏ khô để làm lửa. Và việc tiếp theo là tìm nước. Nói rồi Kazama chạy xung quanh để tìm xem có con suối nào không. Bo cũng đi câu cá để nướng ăn. Nene thấy các bạn ai cũng nhiệt tình cả. Vậy mà ông Shin lại nằm trong liều nghỉ ngơi làm cô bé nổi điên lên. Nghe vậy Shin liền giả vờ ho vài tiếng để giả bệnh. Bực quá Nene chửi Shin sấp mặt vì tội lười biếng. Vậy là Shin ngồi dậy ra nhảy nhót để động viên các bạn. Nene cũng bó tay với Shin luôn. Mà Shin phát hiện ra sao Nene không đi làm việc mà đứng đây. Cô bé tự tin ra vẻ mình là đội trưởng nên chỉ cần chỉ đạo thôi. Lúc này Kazama cũng tìm được nấm về. Shin thấy hình như là nấm độc thì phải. Vậy là Kazama ăn thử để chứng minh. Theo Shin thì nấm phải nướng lên ăn mới ngon. Nhưng Kazama thấy ở đây làm gì có lửa. Bên này Masao đang lấy một cành cây và cỏ để giả bộ làm lửa. Sau khi thổi lửa lên, cậu bạn bê qua khoe mọi người. Vậy mà Shin lại hắt xì một cái làm lửa tắt hết luôn. Masao thấy cu cậu chỉ biết phá đám thôi. Theo Shin thì cuộc sống này không có gì là dễ dàng cả. Rồi cu cậu yêu cầu Masao nhóm lửa lại. Vậy là cậu bạn đi làm trong nước mắt. Một lúc sau, Bo cũng trở về. Cậu bạn chẳng câu được con cá nào nhưng lại bắt được một mớ ốc, còn có rong biển nữa. Cuối cùng Masao cũng nhóm được lửa, vậy là cả đám cùng làm món ốc nướng, ai cũng giả vờ ăn thật ngon lành, còn Shin thì lấy bánh khoai tây ngồi ăn như đúng rồi. Kazama thấy hơi bực rồi nha, Shin liền khoe đây là bánh khoai tây có vị đậu nành lên men rất ngon, Nene thấy Shin toàn tào lao thôi, Masao thấy ngon quá nên định ké Shin một miếng. Kết quả là bị Nene nhéo cho muốn rớt cả tai vì đây là trò chơi giả bộ mà đòi ăn đồ thật. Vừa dứt lời thì Shin bảo chỉ còn 2 miếng, vậy là Nene lấy hết cho vào miệng làm Masao khóc ròng luôn, rồi Bo rót trà cho mọi người uống. Theo Nene thì được chút xíu nên mỗi người chỉ được uống một chút. Vậy mà Shin tua luôn một hơi hết sạch luôn. Kazama biết chuyện thì nổi điên lên rồi lấy nắp trà uống ké mấy giọt cuối cùng. Sau đó cả đám cùng vào lều nghỉ ngơi, Masao thấy nếu sống thật sự trên đảo hoang thì chắc sẽ vất vả lắm. Kazama thấy cuộc sống trên đảo đúng là không dễ dàng, nhưng Nene thấy cả đám chỉ đang chơi giả bộ thôi mà. Kazama nghĩ là nếu sự thật thì không nên chờ thuyền đến cứu mà bản thân phải cố gắng tìm cách thoát khỏi hoang đảo. Masao nghĩ là nên đóng bè gỗ. Với khả năng của Kazama thì cậu bạn có thể đóng cano. Đột nhiên Shin xì hơi làm cả đám hết hồn. Nene thì suy nghĩ không biết nên leo lên cano của Kazama rồi quay về hay chờ cậu bạn về rồi gọi người đến cứu. Kazama cũng bó tay luôn, còn Bo thì sẽ đi câu mấy con cá. Sau đó buộc thật dây vào chúng rồi ném nó lên trời cho chim ăn. Và chim sẽ bay đi rồi kéo cậu bạn đi luôn. Nene thấy Bo thật là ảo tưởng. Đột nhiên trời kéo mây tới làm cả đám hết hồn, Kazama thấy y hệt như trên đảo hoang. Masao sợ quá nên rủ cả đám về, nhưng sấm sét cứ đánh rồi mưa cũng đến. Vậy là cả đám cùng ngồi ngắm mưa, còn Shin thì cởi chuồng nhảy ra tắm mưa. Nene thấy Shin toàn tào lao thôi, Kazama thấy thú vị quá nên cũng cởi áo lao ra tắm cùng. Cảm giác thật đã vậy Shin còn tuột quần Kazama ra làm cậu bạn hết hồn, Nene cũng bó tay luôn. Sau đó đám con trai cùng nhào ra tắm, sau cơn mưa. Cả đám cùng tạm biệt nhau về, Shin thấy mọi người vội vàng quá. Đang chơi vui mà, lúc này mẹ Misae cũng mang ô đến. Thì ra là nãy giờ mẹ đi tìm Shin mãi. Shin thấy mẹ y hệt như người từ đất liền đến đón mình về. Vì quần áo ướt hết nên cu cậu cởi chuồng chạy về nhà luôn. Misae cũng bó tay với cu cậu. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 432 SPP2 chúng tôi thích lái xe. Bố đang vui vẻ rửa xe thì anh Ionro đi lại hỏi bố về việc chiếc xe quá bụi bặm. Bố cảm thấy là do lâu ngày không sử dụng tới nó nên mới bụi như vậy. Nên hôm nay bố quyết định sẽ cho nó được sạch sẽ. Anh Ionro lo lắng cho bố khi đã sử dụng nước của mẹ Misae quá nhiều như vậy không sợ sẽ bị cằn nhằn sao. Sau cùng thì việc rửa chiếc xe đã hoàn thành nó khá ổn. Xin thấy nó được rửa sạch sẽ như vậy nghĩ là bố sẽ chở cậu ta đi đâu đó. Bố cảm thấy hôm nay đã quá mệt mỏi cho một ngày bụi bặm nên không còn sức nữa. Xin cảm thấy rất khó chịu mà phụng phịu. Mẹ khuyên Shin hãy nghĩ tới cảm nhận của bố, tưởng được người bảo vệ ai dè ngay sau đó mẹ đã nhờ bố đưa vào trung tâm thành phố. Đến bất lực với hai mẹ con này luôn, bố muốn mẹ tự đi bằng xe đạp. Nhưng khi thấy ánh mắt nài nỉ đó bố đã không thể bước qua ải mỹ nhân được mà đưa chìa khóa xe cho mẹ khuyên mẹ hãy cẩn thận với nó. Mẹ rất giận vì đây không phải điều mà mẹ muốn chút nào. Anh Ionro đứng ngay bên cạnh muốn thay bố đưa mẹ đi khiến cả nhà có chút không tin. Nhưng bố vẫn quyết định giao lại chìa khóa xe cho anh ấy. Mẹ dặn bố ở nhà với Hima vì cô bé đang ngủ. Sau đó hai mẹ con Shin cùng lên xe chuẩn bị xuất phát. Một người phụ nữ trên tay có một đứa bé cũng muốn đi cùng vì chị ta cũng cần mua rất nhiều thứ. Bố dặn dò anh Ionro đi đường cẩn thận. Anh đầy tự tin khẳng định với bố. Nhưng khi vừa lên xe mở động cơ máy anh còn không biết nút nào ra nút nào. Nhất là khi chiếc xe rời đi theo một cách chỉ có anh ấy mới có đủ khả năng lái được như vậy. Khi qua đường mẹ nhận ra anh Ionro chưa hề bật đèn xi nhan đã qua đường, mẹ đã rất thắc mắc về việc có chắc anh ấy biết lái xe không. Không chỉ mẹ lo lắng những đứa trẻ cũng cảm thấy bất lực muốn đổi tài xế, anh Ionro rất tự tin mình đã học lái xe từ 3 năm trước.
Chị hàng xóm thắc mắc lần cuối cùng anh từng lái xe, anh ấy cũng khẳng định lần cuối cùng cũng là 3 năm trước khi mới thi xong kỳ thi. Mẹ có chút bối rối khi hỏi anh ấy đã có giấy phép lái xe chưa, câu trả lời của anh khiến mọi người đang ngồi trên xe phát sốt. Mẹ muốn hỏi anh ấy về cái biển báo khiến anh đã căng thẳng và đạp phanh đột ngột, nhưng khi anh ấy muốn khởi động lại xe thì nó lại không hoạt động. Có một chiếc xe phía sau đang chờ họ càng khiến anh Ionro bối rối hơn, cũng may mà chiếc xe cũng chịu rời đi. Xin và cô bé kia cảm thấy khá vui khi nó khởi hành, trong khi mẹ nghĩ mình nên đổi tài xế cho an toàn. Anh Ionro cảm thấy rất giận vì anh khẳng định mình có thể lái rất tốt và không cần ai thay thế cả. Anh muốn thực hành thật tốt để tương lai có thể đưa bạn gái đi ăn tối, nhưng việc anh ta không có xe hơi cũng là một trở ngại lớn. Mẹ đành an ủi anh ấy sẽ gặp được người phụ nữ thích hợp một ngày không xa thôi. Nói như thế nhưng khi chuyển từ làn đường nhỏ qua đường lớn khiến anh ấy có vẻ rất bối rối, nhưng không đi qua nó sao có thể tới trung tâm mua sắm được. Chiếc xe cũng được lao lên phía trước sau đó lại do dự dừng lại, cuối cùng thì nó cũng chịu lao ra. Nhưng khi thấy chiếc xe khác chạy tới, anh ấy đã hoảng sợ mà quay lại làn đường khác. Anh ấy chống chế là do rẽ vào con phố quá đông nên mới vậy thôi và đã xin Xi Nhan để quay lại con hẻm khác. Họ lại bắt đầu đi một vòng tròn nữa để có thể quay lại trung tâm mua sắm. Xin dù là trẻ con vẫn có thể nhận ra điều đó dễ như ăn bánh và cậu ta còn ví nó giống với kỳ thi của anh Ionro vậy. Anh ấy yêu cầu xin giữ im lặng không sẽ khiến anh ấy mất tập trung. Sau một hồi lái xe cùi bắp của anh nên xin lại được ăn bánh hamburger, chỉ có mẹ Misae là cảm thấy đau ví thôi. Anh Ionro cũng được ăn ké, chị hàng xóm không thể chịu nổi nữa mà lên giáo huấn cho anh ta một trận và muốn thay anh ấy lái xe. Mẹ rất ngạc nhiên vì cô ấy cũng có bằng lái, nhưng trước tiên mẹ phải mất sức giúp cô ấy tháo đôi giày cao gót ra cái đã. Cô ấy cảm thấy không tự tin khi đi đôi giày bệt này nhưng nhìn hai người lúc này khá đồng đều. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, chiếc xe bắt đầu xuất phát, tốc độ khác hẳn lúc nãy nhưng mẹ nghĩ vẫn nên đi chậm chút. Cô ấy nói do đã thừa hưởng chút ghen từ ông chồng làm tài xế xe tải, nhưng với cái tốc độ đó cả xe cũng được một phen hú vía với cô ấy luôn. Chiếc xe mà bố cất công rửa từ sáng cũng đã trở lại như ban đầu. Sau nhiều pha xoay tròn lắc lư và dừng ngoạn mục, họ cũng đã tới được trung tâm mua sắm. Mẹ cảm thấy thật quá mất thời gian để đến được trung tâm mua sắm này. Anh Ionro thì cảm thấy chóng mặt, xin thì thấy thương cho bố khi chiếc xe lại trở nên bẩn thỉu hơn lúc đầu. Cô ấy cảm ơn mẹ vì đã rất lâu rồi chưa được lái xe và hôm nay là một cơ hội tốt vì chồng cô ấy cấm cô ấy lái xe. Giờ nghe tin này có quá muộn rồi không? Anh Ionro đã khá mệt khi chờ mọi người đi mua sắm về. Mẹ thấy anh ấy đã khá mệt nên quyết định sẽ lái xe thay cho anh. Nhưng thật sự mẹ cũng rất căng thẳng khi lái xe, khi mở xe họ phát hiện ra nó không thể khởi động. Giờ họ mới nhận ra anh Ionro đã mở đài phát thanh quá lâu dẫn đến việc chiếc xe không còn pin. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là đi bộ về nhà thôi, nhưng mẹ đã quá mệt rồi không còn đủ sức cho điều đó nữa.